Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác kiểm tra giám sát đã có những đóng góp không nhỏ vào kết quả công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2015. Về nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu trong việc chấp hành điều lệ đảng, các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với các ban xây dựng đảng để tham mưu giúp cấp ủy triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát, nhất là phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong tuần, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp FDI và đời sống công nhân lao động tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Hesung Vina và công ty trách nhiệm hữu hạn Jawa Vina là hai doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị hai công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động, tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của tỉnh về sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi đối với người lao động, nhất là về chế độ tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của chính phủ và các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp với các công ty có giải pháp để tạo nguồn lao động cho doanh nghiệp, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Tỉnh Vĩnh Phúc cam kết luôn sát cánh đồng hành giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho công nhân lao động có phần thưởng xứng đáng trong dịp Tết. Trong tuần, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2016. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết Đảng ủy quân sự các huyện thành thị ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2016. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp thi hành án dân sự năm 2016. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, với quan điểm công tác tư pháp phải đi trước một bước để tạo nền tảng cho kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư pháp thi hành án dân sự, nhất là công tác xây dựng, rà soát hệ thống văn bản pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực các lĩnh vực ngành quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật của các tầng lớp nhân dân, gắn chặt việc xây dựng pháp luật với thực thi pháp luật, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tăng cường sự phối hợp với các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp thi hành án dân sự.
Cũng trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị năm 2016, các cấp ngành tập trung triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 2, thông chi của Tỉnh ủy, nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chủ động chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tập triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh quân sự quốc phòng của Quân khu 2 và của tỉnh, bảo vệ an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ dân sự, lãnh đạo chỉ đạo thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chế độ chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Trong tuần, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác nội chính phòng chống tham nhũng năm 2016. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Trì ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ban nội chính Tỉnh ủy đạt được trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Đồng thời đề nghị năm 2016, Ban nội chính Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Trì đề nghị Ban nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe các ngành báo cáo, kết luận và cho ý kiến vào báo cáo phê duyệt đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Vĩnh Phúc trên vệ tinh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục thực hiện đề án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các cơ quan chức năng của tỉnh cần thẩm định đề án, trước mắt cần gia hạn thực hiện đề án để Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chức năng liên quan cần nhanh chóng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, chậm nhất đến ngày 1 tháng 4 phải thực hiện đấu thầu xong dự án, đảm bảo cho Đài thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến năm 2017, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc cần phải đẩy mạnh quảng cáo, dành 10% từ quảng cáo để chi phí thực hiện cho phát sóng vệ tinh. Về hướng tuyến dự án cải tạo nâng cấp đường từ cầu Chân Suối đến khu du lịch Tam Đảo, kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì cơ bản đồng ý hướng tuyến cũng như sự cần thiết phải mở rộng đường đi lên khu du lịch Tam Đảo 1 nhằm khai thác có hiệu quả hơn nữa khu du lịch của tỉnh. Các ngành cần tiếp tục nghiên cứu các biện pháp thi công đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm ngân sách trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục nghiên cứu đường cứu nạn tại khu vực cần thiết. Trong quá trình xây dựng, hạn chế thấp nhất là ảnh hưởng đến môi trường rừng. Hướng tuyến cầu Phú Hậu dự kiến bắc qua sông Phó Đáy từ xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch đến xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường. Về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đồng ý với báo cáo của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, cần tránh tối đa đi qua khu dân cư và khu vực đê yếu. Về hướng tuyến đường trung tâm huyện Vĩnh Tường, tuyến quốc lộ 2 đến quốc lộ 2C, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đồng ý với hướng tuyến xây dựng đường trung tâm huyện Vĩnh Tường, đồng thời lưu ý hướng tuyến cần hạn chế tối đa đi vào khu dân cư và khu nghĩa trang nhân dân. Các ngành chức năng huyện Vĩnh Tường cần xem xét kỹ để đảm bảo phát huy hiệu quả của dự án. Trong tuần, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về quy chế dân chủ. Ban chỉ đạo các cấp cần tiến hành đánh giá công tác triển khai thực hiện đối với các thành viên Ban chỉ đạo, tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp, xem xét việc phân công trách nhiệm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để việc thực hiện quy chế dân chủ đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ theo đúng kế hoạch gắn với từng địa phương, đơn vị, phải coi việc thực hiện quy chế dân chủ là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, xác định đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng, tập trung cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch. Đồng chí Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác đối thoại với nhân dân,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường việc tham gia giám sát phản biện xã hội, xây dựng chính quyền, các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong tuần, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương kết quả Công an tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên bám sát cơ sở, làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tổ chức đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết không để phát sinh các tình huống, địa bàn phức tạp, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện, chính quy hiện đại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành địa phương, chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự, tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong tuần, Ban tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 vào cuộc sống đã tổ chức hội nghị tổng kết trao giải cuộc thi năm 2015 và giai đoạn 2011-2015. Chúc mừng các tác giả đạt giải năm 2015 và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà tiếp tục tập trung phản ánh những thành tựu đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực, đặc biệt nhấn mạnh các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở các cấp các ngành. Tập trung phản ánh những điển hình tiên tiến tập thể cá nhân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là việc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh vào cuộc sống hàng ngày trên quê hương Vĩnh Phúc. Đi sâu phản ánh những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để có các giải pháp tháo gỡ thiết thực, hiệu quả. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.